Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Những Chuyện Ly Kỳ Trong buổi tối ngày hôm nay Kênh Những Chuyện Ly Kỳ sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo Tập số 3 của bộ truyện kinh dị hấp dẫn Ngôi Nhà Quỷ Của tác giả Hưng Cú Heo Ở tập trước chúng ta đã kết thúc câu chuyện về đoàn Một thanh niên chuyên thám hiểm các căn nhà ma Và một kết thúc dở dàng Sau đó thì đến với câu chuyện tình yêu giữa Nguyễn Phi Thiên Hằng và Thanh Kết thúc ở tập trước thì bố của Hằng vì ngăn cản tình yêu giữa Hằng và Thanh mà đã nhẫn tâm bỏ bùa hại mẹ thành. Như mình cũng đã nói ở tập đầu tiên, thì chuyện là những câu chuyện khác nhau. Thì nó sẽ có liên quan đến nhau ở đoạn cuối chuyện. Thì các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Và bây giờ chúng ta hãy đến với diễn biến tiếp theo của tập số 3 hôm nay nhé các bạn. Ngôi nhà quỷ, tập số 3. chương 3 Bắc Kỳ Nghe tiếng bác gái kêu khóc thảm thiết, liền cũng tức tốc chạy sang. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng mẹ Thanh đang lan lộn trên giường, như bị hành hạ trong đau đớn. Thanh thì đang tìm đủ mọi cách, liền hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Thanh mặt tái mét nói. Không hiểu tại sao mẹ anh lại đau bụng như vậy. Liền đứng đó nhìn một lúc, thế rồi cô nói. Anh, anh mau đưa bác đến bệnh viện đi, coi bộ là nguy kịch rồi. Ngay lập tức, Thanh cõng mẹ mình cùng với Liên đi thẳng tới bệnh viện. Mẹ của Thanh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, thế nhưng các bác sĩ đều không thể tìm ra nguyên nhân đau bụng. Còn mẹ Thanh thì đau tới mức ngất lịm đi, rồi tỉnh lại đến mấy lần. Tại nhà của ông Long, Hằng đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên cùng với đó là tiếng gọi theo nào cô chủ ơi cô chủ ơi hằng đứng dậy mở cửa thì nhận ra con nhỏ giúp việc mà cô cưng nhất con nhỏ này mồ hôi mồ kê nhé nhảy hằng bảo nó vào trong phòng con nhỏ ngồi xuống ghế và thở không ra hơi cô 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 chủ ơi m, mẹ anh thanh hằng nói thở đi hắn con nhỏ này cô chấn tĩnh vài giây thế rồi nó nói Cô ơi, cô vào viện đi. Em, em sợ ông ông chủ đã làm gì mẹ anh Thanh rồi. Hằng mặt khó hiểu hỏi. Làm gì là làm gì? Con nhỏ đáp. Em thấy sáng nay ông chủ gọi cho mẹ anh Thanh tới. Vậy mà lúc nãy ông làm lẽ. Em có liền qua nhà anh Thanh coi có chuyện gì. Thì thấy anh Thanh đang có mẹ mình chạy đi đâu ấy. Em đoán là bà ấy đau quá nên đi đưa vào bệnh viện đấy. Nghe tới đây, Hằng sần gáy ốc cô sợ hãi nghĩ thầm ở trong đầu. Cha dùng Linh Nhi để hãm hại mẹ anh Thanh sao? Ngày tức khắc, Hằng chạy quanh căn phòng, vơ một đống đồ, sau đó đèo con ở bằng chiếc xe đạp lao thẳng vào bệnh viện. Con nhỏ giúp việc, la vào viện tìm mẹ Thanh trước, còn Hằng đứng ở ngoài lấy đồ ra chuẩn bị. Cô móc trong túi ra năm củ khoai, một củ to và năm củ bé. Hằng cầm bốn que tăm cắm vào năm củ bé, rồi cắm vào củ khoai to tạo thành hình người, với hai tay hai chân. Sau đó cô lấy ra một cái kim Và cắm nốt củ khoai bé cuối cùng tạo thành đầu Hằng móc nốt con dao găm Trong người rồi chạy thẳng vào viện Thành với Liên đang đứng nhìn mẹ đau đớn quằn quại Không có cách gì Thì bồn chồn vô cùng Đột nhiên thấy Hằng và con giúp việc Lao vào Thành ngỡ ngàng hỏi Em... em làm gì ở đây? Hằng không thèm trả lời Tiến đến nhìn mẹ Thanh và hỏi Bác bị thế này lâu chưa anh? thanh tiến tới đáp mới bị lúc tối thôi hằng nhanh như cắt cố đè cánh tay phải của mẹ thanh đang vùng vẫy ra cô quay ra quát anh mau giúp em giữ tay mẹ anh lại thanh hỏi để làm cái gì vậy hằng quát lớn còn không mau thì bác gái sẽ chết đấy nghe tới đây thì cả thanh liên và con nậu giúp việc lao vào cố đè ngửa cánh tay phải của mẹ thanh ra nhanh như cắt hằng móc dao cắt một đường ngang lòng bàn tay mẹ thanh để cho máu chảy thẳng vào con hình nhân kia. Thành thấy vậy hét lớn: Em làm cái quái gì vậy? Hằng không thèm đáp. Cô cầm con hình nhân đó vòng ra sau sân cạnh phòng cấp cứu. Cô lấy nước đổ lên một củ khoai nhỏ, lấy lửa hơn một củ khoai nhỏ và cuối cùng là lấy đất chết lên một củ khoai nữa. Xong xuôi đầu đó, cô cầm con hình nhân này vừa niệm thần chú vừa chạy ra ngoài nơi để xe đạp thành linh tính có gì đó không lành, cậu bảo liên ở lại trông chừng mẹ của mình và đuổi theo. Hằng cầm con hình nhân ra đến nơi để xe đạp thì vừa đọc xong thần chú, cô vứt con hình nhân này xuống đất, tức thì con hình nhân bắt đầu động đậy và kêu lên những tiếng khóc oe oe, tựa như một đứa trẻ con vậy. Hằng móc trong túi ra một con dao phay, thế rồi cô ngồi xổm xuống, cầm dao, cứ thế mà bổ thẳng vào con hình nhân. Mỗi nhát dao bổ xuống là một tiếng ré lên cho tới khi bãi xe chìm trong tĩnh mịch trên nền đất là con hình nhân bị băm thành nhiều mảnh với thứ dung dịch đen chảy ra Thanh đứng từ xa nhìn hằng từ đầu tới cuối chỉ tới khi hằng đứng lên thở hồn hển thì cậu mới tiến đến hỏi em đang làm cái trò quái quỳ gì vậy hằng không nói gì chỉ im lặng nhìn thanh với con mắt buồn phời phợi cô cất con dao phay lại vào túi ở giỏ xe tiếng liên gọi thanh thất thanh khiến cậu quay người chạy lại hằng cũng chạy vào theo cả hai người vào tới nơi thì mẹ của thanh có vẻ như đã hết đau bụng bà ta mồ hôi mồ kê đầm đìa nhìn thanh nói mẹ mẹ ổn rồi con ạ à? thế rồi như nhận ra có cả hằng mẹ thanh mỉm cười nhìn cô nói hằng cháu cũng ở đây sao hằng thấy mẹ của thanh đã khỏe mạnh trở lại thì cô mới có chút hơi thở nhẹ nhàng thanh nhận ra có chuyện gì đang xảy ra cậu kéo tay hằng ra ngoài và bảo em đi ra đây khi hai người đã đi tới cuối hành lang vắng vẻ thanh chất vấn chuyện gì đã xảy ra với mẹ anh vậy hằng cúi mặt buồn vời vợi nói mẹ mẹ anh bị bỏ bùa thanh nghe xong thì như chết điếng người cậu hỏi ai ai muốn bỏ bùa mẹ anh chứ hằng nói lý nhí là là cha của em thanh như chết đứng khi nghe hằng nói như vậy hằng đứng đó giải thích rằng cha của cô không chỉ là một nhà kinh doanh mà nghề chính của ông là làm thầy và rồi cô cũng kể chuyện việc cha cô đã ép cô nối nghiệp học phép thuật ra sao thanh càng nghe càng cảm thấy sốc cậu hỏi yêu nhau suốt hai năm mày em giấu anh một chuyện lớn như thế này sao hằng nghe giọng của thanh trách móc thì cô nói giọng nghẹn nào không phải Tại tại em không nghĩ là Không nghĩ cha em sẽ Hai người đứng đó lời qua tiếng lại Cuối cùng thì Hằng cũng bật khóc Thành giận dữ quát Em đi đi Anh không muốn thấy mặt em nữa Nói rồi Thanh quay người đi thẳng Mặc cho Hằng đứng ở đó nấc lên từng hồi Hai hàng nước mắt lã chã Anh Thanh Em, em xin lỗi Em xin lỗi anh sau cái lần ở viện đó thanh và hằng không còn gặp nhau nữa thanh mặc dù yêu hằng sâu đậm nhưng phải chứng kiến cảnh mẹ mình đau đớn như đêm qua và biết được rõ ông long là người như thế nào thì cậu không cam lòng nhà chỉ có hai mẹ con chăm lo cho nhau thanh đành thu nhặt những mảnh vỡ trái tim mà chọn bên hiếu nặng hơn bên tình hằng thì sao qua đêm hôm đó cô về nhà trốn tịt vào trong phòng khóc suốt mấy ngày không thèm ra ngoài Mẹ cô và mọi người phải động viên mãi cô mới chịu ra. Cũng kể từ đó, mà trên mặt Hằng như thiếu hẳn đi nụ cười với vẻ yêu đời. Đã nhiều lần Hằng tin đến gặp Thanh, nhưng đều không thành. Cô có nhờ con nhỏ giúp việc thân thiết, cầm theo thư tay và gửi lời. Thế nhưng con nhỏ giúp việc mỗi lần trở về đều lắc đầu buồn bã và bảo Thanh nhất quyết không chịu nói chuyện hay nhận thư của cô. Biết vậy, thì trong lòng của Hằng càng tan nát hơn và sợ rằng thanh vẫn giận mình thậm chí có thể thanh đã hết yêu hằng rồi cho dù trong lòng của cô mang nỗi uất hận của cha mình đã dồn tới đường cùng cộng với trái tim tàn nát khi người yêu đã rời xa mình thế nhưng hằng vẫn nhất quyết không để cho cha mình biết rằng bản thân cô đã biết tất cả hằng vẫn biết rõ ràng dòng họ của cô đã mấy đời làm phù thủy thậm chí có người đã trở thành quỷ và khi chết đi thì vẫn hiện diện ở nhân gian, không phải chịu đẩy xuống âm phổ. Chính vì vậy, lỡ lúc gia đình không ai để ý, một mình Hằng đã mang theo một ít đồ trong túi và lẻn đi thẳng tới khu mộ tổ của dòng họ Nguyễn Phi. Mộ tổ của dòng họ Nguyễn Phi được bảo vệ khá nghiêm ngặt, trừ khi các người già lớn tuổi trong dòng họ lui tới mới được, còn không thì con cháu không một ai vào được. Lỡ lúc mấy tay thuộc hạ mà cha cô trả công bảo vệ không để ý hằng đã liền tới trước ngôi mộ lâu đời nhất của dòng họ nguyễn phi ngôi mộ chôn ông cụ tổ người mà hằng tin rằng đã đắc đạo thành quỷ hằng lấy đồ từ trong túi ra một chiếc bảng bằng chữ dùng để chơi cầu cơ nhưng làm được bằng tấm da bò đen với những nét chữ và số viết bằng máu hai cây nến để hai bên thắp lên sau khi đã bày ngay ngắn và thắp nến hằng vái ba vái trước ngôi mộ đó Thế rồi cô với tay ngay tới cái chén nước trước ngôi mộ, hắt nước đi và đặt tấm da bọ ở vị trí chuẩn bị với ngón tay để hờ trên đít chén. Hằng lầm nhầm đọc thần chú. Trời cao đất dày, mây bao phủ, ánh trăng soi sáng đuổi bóng đêm. Dòng họ Nguyễn Phi mãi trường tồn, vượt qua tam giới sống ung dung. Tổ tiên Nguyễn Phi nghe con nói, cho dù là vong, ma hay là quỷ, xin hãy về đây, cho con hỏi đôi lời câu thần chú vừa dứt bất ngờ gió từ đâu thổi mạnh tới khiến cho ngọn lửa của hai cây đến trao đảo và chết thẳng về phía mộ tổ cái chén nằm dưới ngón tay hằng bần bật rung lên thế rồi bất ngờ cái chén nó văng thẳng về phía chữ vào hằng biết đã có người về cô hỏi xin hỏi ai đang ở đây ạ à? cái chén lập tức chạy xuống các hàng chữ phía dưới và ghép thành chữ quỷ hằng hỏi tiếp Xin hỏi có phải cụ tổ không ạ? À? Cái chén lại dịch chuyển xuống chữ đúng. Hằng ngẫm nghĩ một chút. Thế rồi cô bắt đầu hỏi. Xin hỏi cha của con. Trường họ đương thời của dòng họ Nguyễn Phi. Phải chắc là thầy phù thủy cao tay nhất tại cái đất Đà Nẵng này à? Cái chén rung lên. Rồi nó xoay vòng tròn quanh chữ đúng. Rồi nằm trên chữ đó. Hằng có hơi thất vọng. Cô tiếp tục hỏi xin hỏi không một ai có phép thuật cao hơn cha của con sao bất ngờ cái chén bắt đầu dịch chuyển xuống hàng chữ phía dưới xếp thành chữ chưa hẳn hằng đọc xong cái câu trả lời đó thì cô như mừng thầm hằng hỏi vậy con xin hỏi người đó là ai bất ngờ cái chén bắt đầu dịch chuyển xuống hàng chữ phía dưới xếp thành chưa hẳn hằng đọc xong cái câu trả lời đó thì cô như mừng thầm hằng hỏi xin hỏi người đó là ai ạ à? bất ngờ cái chén lại dịch chuyển trên hàng chữ xếp thành thiền cơ bất khả lộ nếu muốn biết hãy tháo cái vòng vàng trên cổ ra hằng đọc xong câu trả lời này với tay lên cổ lôi cái vòng vàng ra nhìn đây là chiếc vòng vàng mà chính tay cha cô đã làm cho mặt của vòng đeo cổ này có thể coi như là thứ bổ phép hộ thân mạnh nhất có một không hai tại đất việt nam bấy giờ có được chiếc dây chuyền này không bao giờ phải sợ một kẻ nào hay một thế lực tà ma nào có thể làm hại. Hằng nắm lấy dây chuyền trong lòng bàn tay và tự hỏi lòng mình. Tại sao cụ tổ lại muốn mình tháo sợi dây chuyền này ra cơ chứ? Hằng có hơi run sợ khi mà cô bắt đầu hiểu ra vấn đề. Không lẽ nào cụ tổ đã thu thành quỷ rồi, lại muốn ám hại mình sao? Thế nhưng nghĩ tới những gì mà cha mình đã làm với mình, Hằng lại nghiến rằng tay nắm chặt sợi dây chuyền, giật cái phật và ném thẳng nó ra phía bên cạnh mộ. Sở dĩ Hằng dám làm như vậy là vì cô nhớ tới giọng họ Nguyễn Phi này có một lời thề hiểm độc đối với bất cứ người nào khi tu hành phù thủy cao tay. Đó là tuyệt đối không bao giờ được dùng phép thuật hãm hại những người có trùng huyết thống hay như dòng máu Nguyễn Phi. Cho dù là có trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Chiếc vòng vừa được cởi ra khỏi cổ mình hằng như cảm nhận được toàn thân cô rét rùn rung lên cầm cập thế rồi bất ngờ toàn thân của hằng như lên cơn co giật và chỉ sau có mấy giây hằng hoàn toàn mất hết mọi kiểm soát của bản thân cô vẫn có thể nhận thức được mình đang ngồi và cảm giác được mọi thứ chỉ có điều là không thể cử động được tay chân mà thôi bất ngờ hằng cảm giác như có một bàn tay lạnh buốt đặt trên vai mình thế rồi một giọng nói văng vẳng bên tai kẻ hơn cha con chính là nhà con đó. Hằng có hơi hoảng loạn khi cô nhận ra mình đã bị quỷ chiếm lấy cơ thể. Nhưng với ý nghĩ rằng người Nguyễn Phi sẽ không làm hại người Nguyễn Phi, thế nên cô mới chấn tĩnh lại được một lát. Hằng biết là mình không thể cử động được miệng để hỏi. Cô bèn dùng thuật truyền âm, hỏi bằng suy nghĩ. Xin hỏi làm sao có thể hơn được cha con? Giọng nói đó lại văng vẳng nó cần có thời gian tu luyện hay nghe theo trái tim mách bảo và đi tới phương bắc ở đó con sẽ gặp được một người đàn bà da màu người đàn bà này sẽ giúp con tu luyện nhưng con hãy nhớ kỹ trên đường về con sẽ gặp được một con nhỏ hãy đưa nó về và nuôi nấng nó như con ruột của mình vì đứa con này sẽ là người cứu vớt linh hồn của con sau này nghe xong cái giọng nói văng vẳng đó hằng còn nhiều điều chưa rõ tính hỏi thêm thì bất ngờ cô bị một ai đó đẩy mạnh từ phía sau ngã về phía trước. Hằng nhanh nhẹn đưa hai tay chống xuống đất. Hai ngọn đến bỗng khi không tắt phụt đi. Và chắc chắn đã trở về vị trí xuất. Sau cái đêm cầu cơ trước mộ củ tổ đó, Hằng nghĩ mãi về lời chỉ dẫn. Cô vốn là một sinh viên y khoa. Thế nên để đi theo lời chỉ dẫn, Hằng nhờ mẹ liên hệ với một người quen, xin cho mình một chân thực tập tại bệnh viện lớn ngoài Hà Nội ngày tiễn cô ra gà, cô bố mẹ cô và người nhà khá đông đưa ra đang đứng đợi chạy tàu hằng bảo mọi người hãy đợi mình đi ra mua mấy thứ thế rồi cô lần ra xa ngoài cửa nhà ga hằng đã dùng phép thuật học để dụ thanh tới quả nhiên khi cô đến nơi định sẵn thì thấy thanh đang ngơ ngác không hiểu sao mình lại tự nhiên ra đây hai người đối mặt nhìn nhau thế nhưng chỉ liếc qua cái ánh mắt của thanh thì hằng đã biết rằng anh ta vẫn còn đang giận cô lắm hằng nhẹ nhàng tiến tới trước mặt thanh và nói em xin lỗi em đã dùng ma thuật để khiến anh ra đây thanh cũng nói ngập ngừng anh cũng đoán là vậy hằng đưa tay nắm chặt đấy thanh nói em sắp đi thực tập ra em có nhờ con nhỏ giúp việc đưa tin cho anh nhưng có lẽ là không thành hằng ngước mắt nhìn thanh nhưng Thanh chỉ quay mặt đi như cố lẩn chạy cái ánh mắt kia của cô và ừ một tiếng. Hằng đứng đó nhìn cái kiểu cách mà Thanh xa lánh mình, lòng cô như đau quặn lên. Hằng cô nắm chặt tay Thanh, nhưng Thanh đã buông tay cô ra, hai con mắt đã nhòa đi vì lệ. Hằng nói, có phải anh sợ, sợ cha sẽ làm hại mẹ anh không? Thanh lúc đầu còn không trả lời, nhưng vì cái kiểu nhìn đầy chất vấn đó của Hằng mà cậu đành nói. Không, chỉ là anh thấy chúng ta không thực sự hợp nhau, nên chia tay em ạ. À. Cái câu nói đó của Thanh tự như tiếng sét đánh ngang tai Hằng. Hai hàng lệ của cô tuôn rơi. Hằng nói lớn. Nói dối. Cô đứng đó cố kìm ném cái tiếng nức đang ngày một to dần. Thanh nhìn Hằng với địa bộ tránh né. Thế rồi cậu tiến lại vỗ vai Hằng, nói. Em sắp đi thực tập ra. Cả một tương lai sáng ngời đang đợi em anh anh chúc em lên đường bình an mạnh khỏe và nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt có khi nào về đại đà nẵng thì hãy tới thăm anh nói rồi thanh chào tạm biệt quay mặt đi thẳng hằng lao vội tôi ôm chặt lấy thanh từ phía sau mà nói trong nghẹn ngào em em yêu anh nhiều lắm H hãy đợi em về em hứa sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta thanh thở hắt ra một hơi thật dài cậu gỡ tay hằng và nói em hãy quên anh đi. Thế rồi thanh đi thẳng, bỏ mặc hằng đứng đó, nhìn theo sau, hai con mắt đẫm lệ. Hằng tiến lại về chỗ mọi người, cô quẹt tay lau nước mắt đi. Mẹ hằng thấy hai mắt con gái đỏ au, thì hỏi cô bị làm sao, nhưng hằng lắc đầu không nói. Lúc này không biết có người ăn xin từ đâu tiến tới phía ông long xin tiền. Lúc đầu ông ta chỉ lườm bằng ánh mắt khinh miệt. Thế rồi người ăn mày này cứ xin mãi khiến cho ông ta tức lên mà quát mắng xối xả đá ngã người ăn xin hằng thấy cái hành động đó thì cô như không kìm lòng được mặc cho loa thông báo tàu đã chuẩn bị chạy hằng tiến tới đã người ăn xin đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của không chỉ bố mẹ cô mà còn có cả họ hàng hằng móc ở trong túi ra một cọc tiền thế rồi cô rút ra mấy tờ đưa cho người ăn xin nghèo khổ chỗ còn lại hằng tiến tới trước mặt cha mình đưa lại cho ông ta và nói Số tiền này là mẹ của Thanh gửi trả cha đấy." Ông lòng nghe thấy con gái nói như vậy thì hơi rùng mình, không lẽ nào nó biết. Thế nhưng ông vẫn giả vờ cầm lấy cọc tiền và nói: "Tiền nào?" Hằng không thèm bận tâm, cô quay lưng đi thẳng lên tàu, đứng ở cửa lên xuống, hằng quay đầu nhìn cha mình và nói: "Những gì cha đã làm, con quyết chắc trả đủ." Nói rồi hằng đi thẳng vào khoang tàu, và đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Bao nhiêu họ hàng và ngay cả mẹ của Hằng đều không hiểu cái câu nói đó của Hằng. Chỉ có riêng mình ông Long là vẫn đứng ở đó, lông mày trái giật lên lia liễu. Chương 4. Giờ trí âm. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hằng mệt mài với công việc là một thực tập sinh y khoa trên đất Hà Thành. Để tiện cho việc đi lại, Hằng đã thuê một căn gác trọ trên đường Khâm Thiên. Có lẽ do cái vết thương lòng quá lớn Cùng với một trái tim vỡ vụn Mà Hằng gần như không giao du hay kết bạn với bất cứ một ai Ngày qua ngày Cô chỉ tới viện làm Rồi sau đó ra về Kể cả là những hôm trực đêm Hằng cũng thường lặng lặng một mình Nghiên cứu thêm một số tài liệu y học khác Mặc cho các đồng nghiệp có bắt chuyện Hay rủ dê đi chơi cuối tuần Nhưng Hằng đều khéo léo khước từ Đâm ra họ lại nghĩ Hằng chảnh Ca trực đêm này cũng như bao ca trực đêm khác. Có một vài người nữa lại trực đêm cùng. Bọn họ thì ngồi nói chuyện với nhau dâm gian. Chỉ có Hằng là ngồi đó coi lại hồ sơ bệnh nhân. Một vị bác sĩ trẻ tiến tới, nói. Hằng đi lấy thêm thuốc giảm đau nhé. Hằng gật đầu, rồi đứng dậy xuống phòng lưu trữ thuốc. Mặc dù cô biết họ đẩy cô đi là vì họ muốn ở lại tán gẫu với nhau. Nhưng Hằng cũng mặc kệ, chẳng thèm bận tâm. Trong thời gian làm việc, tại cái đất Hà Thành này. Hằng cũng thường lui tới những chùa trên, đền miếu, và thậm chí cả tìm những nơi có thầy bói hay thầy phép cao tay để có thể học hỏi hay như tìm hiểu thêm về vấn đề tâm linh ngoài cái đất Bắc này. Có thể coi rằng đó là ý trời khi mà Hằng, người thừa kế cái chức danh trưởng họ của một dòng họ nổi tiếng là thầy phù thủy, cái đất Đà Nẵng, lại được làm một việc ở bệnh viện nổi tiếng nhiều ma. Cũng tương tự như nơi cô đang thuê trọ bấy giờ. Cả khu phố Khâm Thiên ngày xưa Bị giải bom khá nhiều Người đã chết rất nhiều Bản thân về phần hằng Từ cái ngày ra Bắc Cô cũng bị dọa và nhát khá nhiều Một phần có thể là vì những bóng ma hay oan hồn vất vưởng kia Biết rõ hằng là thầy phù thủy Nên chúng mặc sức dọa Nhưng cũng có lẽ đơn giản Là vì cô đã tự tay vứt đi chiếc bùa hộ mệnh mà cha mình tặng Nên ma quỷ mới có cái cớ để lộng hành như vậy Hằng lặng lẽ giải bước đi trên cái hành lang khu cấp cứu của bệnh viện tối tăm khắp cả cái hành lang dài này chỉ lưa thưa có mấy ngọn đèn vàng yếu ớt thi thoảng trao đảo theo từng cơn gió kia hằng đi bộ lững thững xuyên qua cái màn đêm tối tăm tại cái bệnh viện này trong đầu cô lại liên tưởng tới những oan hồn lờn vẩn thường trêu ghẹo hay như nhát cô tại căn nhà trọ phố khâm thiên nhớ có cái lần hằng đi bộ một mình về nhà trọ nhà trọ của cô nằm trong con ngõ hẹp lúc đi ngang qua một căn nhà hoang, rõ ràng là không có ai đứng ở đó. Thế nhưng vừa mới đi qua được ba bốn nhà, tiếng mèo hoang ở đâu khi không đã kêu lên ghê sợ, khiến cho Hằng phải dừng bước. Đối với những người học phép như cô, thì biết quá rõ về mối quan hệ giữa mèo và vong hồn. Chúng vừa có thể đuổi đi những vong hồn quấy rối, dẫn đường cho họ, và thậm chí có thể phát hiện ra họ nếu như có vong hồn hiện diện ở gần chúng. Hằng từ từ quay đầu lại, về phía căn nhà hoang gần đầu ngõ mà nhìn quả nhiên không biết từ lúc nào mà bóng một người con gái mặc đồ trắng tinh tươm với mái tóc đen xóa dài ra đứng ở đó hướng về phía cô hằng nhìn cái vong hồn đó mấy giây thế rồi cô lại tiếp tục quay đầu đi tiếp không có chút sợ hãi có lẽ hằng đã quá quen với việc nhìn thấy ma rồi cái lần đó cũng còn chưa ghê bằng cái đêm mà cô đang ngủ thì bị khẹo hằng nằm trên chiếc giường gỗ chìm sâu trong giấc ngủ thì bất ngờ có tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh ngay trong phòng mình. Cô nằm nghiêng người, hé mắt ra nhìn thấy có một đứa trẻ đang đứng gần đầu giường nhìn cô chậm chậm. Hằng mở to mắt ra hơn nữa, như để coi coi nó muốn gì. Vong hồn đứa trẻ này nó lấy tay kéo cô. Cái bàn tay lạnh cống của nó chạm vào người Hằng. Hằng nghĩ nó muốn gọi mình dậy chơi cùng nó. Thế nhưng mặc cho nó cố lay kéo đến đầu thì Hằng cũng nhất quyết không dậy. Cô quay người nằm hướng mặt vào góc tường, mặc cho vong hồn đứa trẻ chạy nhảy, đùa dẫn, tới chán thì thôi. Đi khắp cả dọc hành lang tối tăm. Cuối cùng Hằng cũng đã tới được phòng để thuốc. Hằng bước vào, thì thấy tay bác sĩ canh kho đang ngủ gật. Hằng khẽ gọi. Anh ơi! Thế nhưng tay bác sĩ vẫn nằm ngủ ngon lành trên mặt bàn. Nước dãi thì chảy ra từ miệng, chảy ra mặt bàn linh láng. Hằng đứng đó gọi thêm một lúc không thấy có gì phản ứng đáng kể. Cô liền gõ mạnh tay xuống bàn ba tiếng. Cộc, cộc, cộc. Anh bác sĩ trong kho thuốc giật thoát mình, bật dậy nhìn Hằng, mặt ngơ ngác. Hằng thấy cái bộ dạng của cậu ta, thì phi cười. Cô nói. Anh cho em lấy thuốc. Tay bác sĩ trẻ, vội đế tay quyển đức giấy và coi đơn. Sau khi coi xong, anh ta làm một bản sao chép vô sổ. Anh ta bảo cô ký vào sau đó chạy đi lấy thuốc. Hằng ký xong đứng đó đợi. Bất ngờ, cô nghe thấy tiếng thút thít vang vọng. Hằng đào mắt nhìn, thì cô thấy phía góc phòng kia có một vòng nữ đang ngồi tựa lưng ở góc tường. Hai hàng nước mắt chảy dài. Hai mắt Hằng nhìn chằm chằm vào cô ta mà thương hại. Có lẽ là chết mà không có người thân ở bên cạnh nên mãi mãi cô đơn lạc lối. Hằng buông một tiếng thở dài đầy thất vọng. Có lẽ dạo gần đây liên tiếp nhìn thấy một vong hồn mà cô như không còn hy vọng nào vào cái kiếp con người này. Sống làm gì để rồi khi chết đi vẫn còn có thể lầm đường lạc lối cơ chứ. Hằng cứ đứng đó nhìn vong nữ khóc ỉ ôi mà không hay rằng anh bác sĩ trẻ tuổi kia đã quay lại cùng với hộp thuốc giảm đau đặt trên bàn. Cậu ta cứ gọi Hằng mãi mà Hằng không nghe thấy cứ đứng nhìn chằm chằm vào góc tường. Cuối cùng vị bác sĩ trẻ tuổi kia nói lớn. Em ơi, thuốc này em hằng giật bắn mình cô mỉm cười vội vã bê thùng thuốc và nói dạ em cảm ơn ạ cậu bác sĩ nói em em vừa nhìn cái gì thế hằng có hơi ngượng ngùng nói à, à không không có gì anh ạ à. cậu bác sĩ được thể trêu <laughs> có phải em vừa nhìn thấy ma nữ không trong viện này là nổi tiếng có nhiều ma đấy ngay đâu tại cái kho thuốc này ngày xưa có bệnh nhân tâm thần chạy tới đây và tự tử ngay tại đây đấy em mà không cẩn thận Cô ta sẽ theo em đó Có cần anh đưa về không Hằng mỉm cười Bê hộp thuốc lên và quay người đi ra cửa nói À không cần đâu anh ơi Vì cô ta đang ngồi ngay góc phòng Cạnh bàn làm việc của anh đấy Vị bác sĩ trẻ tuổi nghe Hằng nói vậy Thì thốn tới tận rốn Cậu ta tái mét Hốt hoảng nhìn xung quanh Lại một mình Hằng bê thùng thuốc giảm đau Dạo bước tiến về phòng cấp cứu Trên dãy hành lang tối tăm này hằng vừa đi vừa nhìn lên mấy cái bóng đèn vàng thư thớt giờ đã đứng im thẳng một hàng cũng phải thôi ngoài trời đã lặng gió rồi mà thế nhưng vừa bước thêm được một vài bước bất ngờ hằng để ý bóng đèn từ phía mình bắt đầu đung đưa từng chiếc một như thể có người nào đó chạy qua với tay chạm vào vậy hằng nhìn qua là biết ngay sắp có một vong hồn nữa hiện ra dọa cô thế nhưng mà điều cô không thể ngờ được rằng đó là ngay khi cả một loạt các bóng đèn bắt đầu nhấp nháy chập chờn hình ảnh một vong nam với dáng dấp giống y như thanh hiện ra chạy xa dần hằng như khựng lại dưới những bóng đèn chập chờn mà nhìn theo cái dáng dấp đó giống đến nỗi kỳ lạ chỉ nhìn qua thôi trong đầu cô đã liên tưởng tới ngay đó là thanh hằng đứng đó hai tay như run lên bao nhiêu ký ức ngọt ngào khi hằng và thanh còn bên nhau lại hiện về thế nhưng cuối cùng cái hình ảnh mà thanh gạt tay cô ra khỏi sân ga rồi bốn chữ hãy quên anh đi cứ như cứ nát con tim hằng không biết từ lúc nào mà trên má cô đã tuôn rơi một hàng lệ hằng như cô nuốt nước mắt vào trong cô đi thẳng về phòng cấp cứu trong đầu cô thì vẫn như phủ nhận rằng thành đã hết yêu mình mà thay vào đó là chỉ còn một cái ý nghĩ rằng hãy cố đợi em về anh nhé hằng vẫn ngày ngày thực tập ở viện vậy là cô làm đúng như theo lời ông cố tổ nói đó là theo đuổi đam mê của chính mình nhưng còn về việc người đàn bà da màu thì sao đến nay thì cô vẫn không hiểu được cái manh mối người đàn bà da màu nhưng có lẽ cái manh mối đó cuối cùng đã được hé lộ khi mà trong viện thông báo rằng sau khi viện cử người qua congo dưới dạng hội chữ thập đỏ thì bên congo cũng sẽ cử người qua viện ta để học hỏi thêm và trao đổi thêm kinh nghiệm Hằng nghe được tin này thì cô như đã hiểu ra manh mối cuối. Mừng như mở cờ trong bụng. Cô nôn nao vô cùng và đợi đến cái ngày cô được giao lưu với đoàn bác sĩ bên Công Gô và tìm ra người đàn bà da màu để có thể giúp cô học được phép thuật mạnh hơn cả cha cô. Theo như đúng lịch, thì chưa ngày mai bệnh viện sẽ tổ chức liên hoan đón đoàn bác sĩ từ Công Gô qua làm việc. Đêm nay Hằng được luân chuyển xuống khoa ung thư vòng họng để trực đáng lý ra như bình thường thì cô sẽ ngủ một giấc ngon lành nếu như không có việc vậy mà đêm nay do quá háo hức hằng tỉnh như sáo cô mong đợi cái ngày mai cái ngày mà cô sẽ gặp được người đàn bà da màu mặc dù chưa biết được sẽ nhận ra bằng cách nào nhưng cái hy vọng quay về đà nẵng lại được ở bên thanh như khiến cho hằng cảm thấy hạnh phúc tràn trề hằng ngồi ở trước bàn trực mà trong đầu liên tưởng đến cảnh mình và thanh bên nhau ngồi cạnh cô là một thực tập viên nữ khác đã ngủ say trên mặt bàn khi nào không hay. Nhưng Hằng cũng đâu có ngờ rằng đêm nay sẽ là cái đêm mà Hằng vĩnh viễn rời khỏi cái kiếp đau khổ này. Hồi còn ở Đà Nẵng, cha Hằng đã luôn bắt Hằng sáng ngày ra phải coi ngày để xem có điểm gì may rồi như giờ xấu để liệu đường mà tránh. Căn bản là vì đối với những kẻ tu luyện pháp thuật thì cái ngày giờ xấu đối với họ sẽ hơn gấp 10 lần người thường điều đó cũng dễ hiểu thôi cùng là bằng xương bằng thịt phàm phu tục tử như nhau mà lại có phép thuật hơn người thì chắc chắn cái họa hay những cái nghiệp cũng sẽ lớn hơn phải chăng đó chính là sự cân bằng của tạo hóa một cái giá bắt buộc phải trả cho những kẻ làm phù thủy đêm nay hằng lành ít giữ nhiều vì đối với lá số của cô thì hai giờ đêm hôm nay sẽ là cái giờ cực xấu của cô hằng ngồi ở bàn trực đêm vừa đắm chìm vào trong giấc mộng ban ngày vừa mừng thầm trong lòng thì cô không nhận ra không khí trong phòng đã có phần lạnh đi. Da gà khắp người cô bắt đầu nổi lên. Nhưng Hằng lại nghĩ đó là cái khoái cảm khi cô cảm nhận được cái cảm giác tê người khi ở bên thành. Ngoài hành lang kia, bóng đèn vàng bắt đầu thi nhau chập chờn. Cứ mỗi lần bóng đèn tắt đi là lại xuất hiện một bóng đen lướt từ từ tới cửa ra vào. Hằng phải một lúc sau mới bắt đầu nhận ra bóng đèn ngoài hành lang đang chập chờn. Cô ngước mắt nhìn thì đã thấy cái bóng đèn đó đứng ngay cửa. Hằng coi đó như là một bóng ma bình thường. Nên cô mặc kệ và tiếp tục đắm chìm vào trong khoái cảm suy nghĩ. Bóng đèn tuyếp trong phòng bắt đầu nhấp nháy một cách điên loạn. Hằng vẫn chẳng thèm đề tâm cho tới khi cái bóng đèn đó cứ lặng lẽ lướt thẳng về phía cô. Đến khi cái bóng đèn đó cách bàn của cô mấy bước chân, Hằng bắt đầu để ý. Mắt cô nhìn không rời khỏi bóng đen đó. Toàn thân của cô như mệt mỏi dã rời. Khiến cho Hằng phải tựa lưng vào thành ghế. Ngồi ngửa người ra. Hai tay đặt thẳng lên bàn. Cái bóng đen này đứng trước mặt cô. Một bộ quần áo đen. Trần đất. Bộ mặt trắng hốc hác Với hai lỗ mũi và hốc mắt đen ngọp. Mái tóc đen buông xuôi hai bên. Hằng bắt đầu linh tính có cái gì đó ở đây. Cô tính đứng dậy làm phép niệm chú. Để đuổi vong hồn này đi Thế nhưng cô không có động đậy được. Hằng ngồi đó tựa lưng vào thành ghế, toàn thân cứng đờ. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Hằng tự hỏi lòng mình. Cô cố gắng nhấc tay nhưng không nhấc được. Bóng đen này tiến sát lại gần cái bàn trực. Hằng cố vùng vẫy và cố mở mồm ra gọi nước thực tập sinh đang ngủ như chết ngay cạnh mình kia. Nhưng không thể được. Cô lướt mắt nhìn ra ngoài hành lang. Có một vài bác sĩ đã đi ngang qua nhưng họ không hề nhìn vào đây mà cứ đi thẳng. Cái bóng đen này bắt đầu đặt hai tay nó lên trên hai tay cô, để ở trên bàn. Một cái cảm giác lạnh buốt thấu vào tận xương, khiến cho hằng lạnh rùng mình. Cô cứ thế ngồi đó dùng hết sức động đậy, nhưng đến cọng tóc cũng không lùng lại. Hằng chật liếc mắt, nhìn cái đồng hồ treo trên cao kia. Đã hai giờ hơn một chút rồi. Bây giờ thì cô đã nhớ lại lời của cha mình dặn, phải coi ngày giờ vào mỗi buổi sáng vì ngày nào cũng sẽ có một giờ trí âm trí dương, cực tốt và cực xấu. Ngày trước thì cô còn có bùa bảo vệ, giờ đây cô đã không còn gì nữa. Hằng cũng như hiểu ra rằng mình không cử động được bởi vì cô đang bị đoạt hồn. Trong đầu cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ. Cái bóng đen này, nó từ từ dưới cái bộ mặt trắng pho của nó vào gần mặt của cô. Hằng có cảm giác như hai cái hốc mắt đèn kia như đang nhìn chằm chằm vào mắt cô bất ngờ cái vong này há ngoác một cái mồm đen to ra và bắt đầu hét lên cái tiếng hét inh tai khiến cho hằng như muốn nổ tung đầu hằng nghiến răng ngồi bất động ở trong vô vọng trong đầu cô sợ hãi hét toáng lên không các bạn vừa nghe xong tập ba chuyện ngôi nhà quỷ của tác giả hưng cú heo cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe